Thế mai ba đi phát quà này, Bắp với cả mẹ có đi phát quà cùng ba không? Đi. Đi không? Đi. Đi đường xa lắm đấy nha. Nắng nha, có đi không? Đi. Thì vậy thì mai Trọng đi phát quà là Trọng sẽ cho hai mẹ con đi theo. Thì vợ của Trọng á là đã đi phát quà cùng Trọng là mấy lần rồi, nhưng mà lần này đặc biệt hơn là sẽ có Bắp đi theo phát quà cùng với ba nhá. Mai Bắp đi phát quà cùng với ba nhá. Thì bây giờ là Trọng mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá, để biết cái hành trình mà anh em Trọng đi phát quà nó sẽ như thế nào. Bây giờ là Trọng quay cho khán giả xem những cái cảnh cuộc sống hàng ngày của bà con lượm rác nhá. Như cả nhà có thể nhìn thấy đó, là rác ở đây là chất thành núi như vậy đó. Rồi bà con phải bới những cái núi rác đó ra để kiếm những cái chai, cái lọ hoặc là những cái bọc ni lông để bà con kiếm tiền. Thì ngày hôm nay là Trọng với cả Mạnh Thường Quân là tiếp tục quay lại bãi rác của mình để tặng quà cho bà con của mình. Bà con mình cho một tràng vỗ tay cái nào. Vâng. Dạ. Chị này là lúc trước á, là Trọng có đi vô đây Trọng phát quà, Trọng cũng phát cho chị, nhưng mà lúc đó chị đang mang bầu to. Thì cách đây mới có 2-3 tháng thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà chị sanh em bé rồi. Dạ. Mà em bé lại bị mất rồi. Dạ, bị mất rồi. Sao mà lại mất thế? Dạ, bé sinh ra rồi bị bỉm, rồi chuyến xuống bỏ lọc ở 1 tháng rồi mất. À, mà bị bệnh gì vậy chị? Dạ, bé bị bệnh viêm phổi, rồi nhiễm trùng huyết, rồi viêm gan nữa. À, con trai hay con gái? Dạ, con gái. Thế là lúc mất là được mấy tháng? Dạ, được 1 tháng à. À, chị chắc chị cũng mới sanh đây mà đúng không? Dạ. Mới sanh ra em bé mà mất rồi cả nhà. Đây, em tặng quà cho chị nhá. Rồi, cảm ơn nhiều. Vâng. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều. Lấy thêm một thùng mì nữa cho tặng cho chị luôn Hưng. Đưa đây. Tại vì nãy này mua cũng dư á. Dạ. Nên là tặng cho chị thêm thùng mì nữa. Có bê nổi không? Đem bê cho. Bê nổi không? Rồi, nổi. Nổi. Đây, phát cho bà nhá. Năm nay bà bao nhiêu tuổi? 70. 70 rồi. À, đây, cả nhà xem, cả nhà thấy đấy. Có những bà cụ mà 70, 60 cũng có, mà cũng phải đi vô trong này làm. Xin chào tất cả mọi người nhé, mình là Trọng đây. Thì Trọng rất vui vì đã gặp lại tất cả khán giả ở trong cái video này. Thì ngày hôm nay là anh em Trọng không có đi làm, nên là Trọng sẽ quay một cái video chia sẻ về những cái khoảnh khắc trong gia đình. Thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Sáng giờ là anh em mình không có đi làm, thì bữa nay anh em mình nghỉ một ngày để chuẩn bị cho một cái chương trình sắp tới. Thì ngày mai là Trọng sẽ tổ chức một cái chương trình để phát quà cho một số bà con khó khăn ở trên bãi rác Gung Rẻ. Thì chắc là khán giả thường xuyên xem video của Trọng thì khán giả cũng biết là cái bãi rác Gung Rẻ là trước đây là Trọng đã từng đi lên trên đó, Trọng phát quà rất là nhiều lần cho bà con rồi. Hầu như là hàng tháng, tháng nào là Trọng cũng đi lên trên đó để Trọng phát quà cho bà con. Thì Trọng quay sơ qua cho khán giả xem. Thì ngày hôm nay thì anh em team của Trọng thì cũng không có đi làm. Thì thời gian nguyên ngày hôm nay là Trọng đi lấy rất là nhiều hàng về để ngày mai phát cho bà con. Thì cả nhà xem như đây thì chắc là cả nhà cũng biết rồi, là trên xe của Trọng đang là để rất là nhiều gạo với cả mì luôn này. Đây, Kiệt qua quay cho khán giả xem này. Chất cao túc bên trên luôn này. Thì trên xe của Trọng là chở gần 100 thùng mì với cả 40 thùng gạo. Đây là anh em mình chuẩn bị trước để ngày mai anh em mình đi phát nha cả nhà nhá. Thì bây giờ là anh em, bây giờ là Trọng là đang ở nhà của Trọng. Thì Trọng nói cho một số khán giả biết, tại vì trước đây thì Trọng cũng có quay một vài video về cái nhà của Trọng rồi, nhưng mà cũng có nhiều cô chú khán giả không biết á. Có nhiều cô chú xem cái video ngày trước, cô chú kêu là sao mà Trọng ngày trước Trọng quay cái nhà của Trọng mà cái nhà cũ vậy mà sao Trọng lại dạo gần đây thấy Trọng quay ở cái nhà mới.
mà cô chú chưa xem được cái hành trình mà Trọng làm nhà thì tiện thể ở đây thì Trọng cũng nói luôn là trước là Trọng ở cái nhà cũ của Trọng thì ở bên đây này, thì ngay bên cạnh này cả nhà xem thì cả nhà có thấy đấy là cái nhà cũ của Trọng. Thì nhưng mà hồi đầu năm tới giờ thì Trọng cũng có làm cái nhà mới rồi đây này. Thì cái nhà mới này Trọng làm thì Trọng cũng chia sẻ rất là nhiều video về cái hành trình mà Trọng làm cái nhà mới này rồi. Thì làm mất cả 6 tháng mới xong được cái nhà này. Thì tại vì Trọng nói ở đây không phải là Trọng muốn khoe khoang hay là nói gì nhiều quá về cái vấn đề nhà cửa. Nhưng mà tại vì có nhiều cô chú khán giả xem được video của Trọng nhưng mà không biết là đây là nhà của Trọng hay là không biết Trọng xây từ thời điểm nào. Nên là Trọng nói lại một lần nữa cho cô chú biết. Thì tiện thế đây thì Trọng cũng quay sơ qua luôn. Trên xe của Trọng thì Trọng để rất là nhiều hàng hóa cả ở trong xe luôn này cả nhà. Trong xe thì Trọng cũng chất gạo cũng rất là nhiều luôn. Tại vì chất bên ngoài nó không có đủ hết, Trọng chất cả bên trong. Cái thùng này là cái thùng thùng hàng sao chưa đem vào trong nhà nữa kìa. Quên à. Đây là cái thùng hàng của Trọng. Tí nữa đem cái thùng này vào trong nhà nhé Kiệt nhá. Để mai anh em mình chở cái này đi phát. Thì để Trọng quay sơ qua cho Trọng cho khán giả xem cái cảnh quan nhà cửa của Trọng nhá. Thì cũng có nhiều khán giả cũng kêu là không biết là nhà cửa của Trọng có trang trí cây ghiếc các thứ không. Thì ở đây thì Trọng cũng trang trí mấy cái cây lặt vặt. Cây vú sữa này, rồi cây cọ này, rồi cây khế này. Chung là nhà của Trọng thì cảnh quan rất là bình thường. Đây thì có cây hoa giấy. Cây hoa giấy này thì nhìn cũng đẹp. Cây hoa giấy này mua mười mấy triệu cả nhà. Mua mười mấy triệu cây hoa giấy này về để cho cái nhà mình nó nổi bật lên một tí nữa. Đằng kia thì Trọng cũng trồng mấy cây cả. Còn ở đằng kia thì vợ của Trọng với cả con của Trọng. Nói chung là ngày hôm nay thì Trọng review ngay đầu video Trọng đã nói là đây là một cái video về cuộc sống gia đình á, nên là Trọng quay hết cho cả nhà xem. Ở đây là có vườn hoa do chính tay Trọng trồng luôn này. Đây là cả nhà. Cái hoa cúc 7 màu, Kiệt quay cận cảnh cho cả nhà xem. Nhìn đẹp ghê không? Đẹp lắm. Quay xéo xéo qua bên này là Kiệt sát góc đó quay xéo xéo qua bên này là thấy nguyên cả vườn hoa cúc này. Nhìn đẹp ghê không? Cái hoa này là do chính tay Trọng trồng luôn đó cả nhà. Thì kia là vợ với cả con của Trọng. Đúng rồi, trong những cái video trước Trọng quay á, thì cũng có nhiều khán giả cũng hay hỏi Trọng là con của Trọng lớn chưa? Con của Trọng lớn chưa thì sao Trọng này không thấy quay phim lên cho cả nhà cùng xem. Thì bữa nay để Trọng kêu vợ của Trọng ra để Trọng nói chuyện. Em ơi, đi hai mẹ con ra đây để anh quay phim tí nào. Bắp ra đây nói chuyện cùng ba nào. Đây để Trọng gài. Chào cô chú khán giả đi. Bác chào cô chú khán giả nha. Bác bây giờ là được gần 5 tháng. Gần 5 tháng này cả nhà. Đi đi ra đây cho bác nó ngồi trên cái xe này. Anh bác cả nhà xem cả nhà thấy đẹp trai ghê không? Cười này nó cười nó đang cười này. Ừ. Tắc kè. Tắc kè. Này nhìn ba này. Tắc kè. Đi đi ra ngoài này cho sạ. Biết tại sao Trọng kêu tắc kè không? Tại nhà mới làm xong có con tắc kè rất là to luôn. Nó trèo ở trên trần nhà, thành ra là ba. Thỉnh thoảng con tắc kè nó kêu, thế là thằng cu nó nghe tắc kè kêu là nó cười sặc sặc luôn đó. Đó ừ. Con chào cô chú khán giả đi con. Con chào cô chú khán giả. Cả nhà xem là nhìn bé có đẹp trai không? Nhìn đẹp trai hơn ba Trọng rồi. Trời ơi, ổn nó là. Tên ở nhà Trọng gọi là Bắp. Cho nó ngồi lên đây nè. Tên ở nhà thì Trọng gọi là Bắp, còn tên thật là Nguyễn Tuấn Anh cả nhà. Mai đi phát quà. Mai đi phát quà. Cho hai mẹ con theo với. Hay cho hai mẹ con theo à? Mai con theo với. Mai đi phát rất là xa luôn. Mai đi phát ở trên Di Linh. Thế mai ba đi phát quà này, Bắp với cả mẹ có đi phát quà cùng ba không? Đi. Đi không? Đi. Đi đường xa lắm đấy nha. Nắng nha, có đi không? Đi. Thì vậy thì mai Trọng đi phát quà là Trọng sẽ cho hai mẹ con đi theo. Thì vợ của Trọng á là đã đi phát quà cùng Trọng là mấy lần rồi.
Nhưng mà lần này đặc biệt hơn là sẽ có Bắp đi theo, phát quà cùng với ba nhá. Mai Bắp đi phát quà cùng với ba nhá. Thùng hàng này tí nữa Kiệt nhớ đem vào nhá. Thùng này thùng gì đây? Tinh dầu à? À, mới nhập về à? À đây là cái thùng tinh dầu. Ở trong nhà còn nhiều không mà lại nhập thêm rồi? Hết rồi anh. Hết rồi à? Dầu gần đây thì một ngày được bao nhiêu đơn? Mấy đơn. Ngày mấy đơn à? Mà mới nhập nguyên thùng về thì không sợ bị ôm hết à? Bá lai gai kiếm tiền mua sữa cho cô Bắp mà. Nhập thùng này là mấy chục? Hết mấy chục thùng này đây? 2-3 chục. Nhập nguyên thùng hàng vậy là hết mấy chục triệu cả nhà. Thùng hàng này, một thùng này là có 100 sản phẩm. Thì à đúng rồi, tiện thể ở đây thì Trọng cũng giới thiệu cho cả nhà biết cái sản phẩm vợ của Trọng đang bán nhá. Cái này thì là Trọng không có bán, cái này là vợ của Trọng bán. Thì hiện tại bây giờ ở đây thì khán giả có thể thấy đây là cái hộp, cái thùng hàng tinh dầu răng miệng. Thì nếu mà khán giả nào mà thường xuyên xem video của Trọng thì chắc là khán giả cũng biết rồi. Thì là suốt mấy năm vừa qua thì Trọng với cả gia đình của Trọng thì có bán cái sản phẩm là tinh dầu răng miệng. Thì cái sản phẩm này là công dụng nó như thế nào? Thì giúp làm sạch răng miệng, chăm sóc và bảo vệ răng miệng, trắng răng, điều trị răng ố vàng. Những ai có những cái bệnh về răng miệng thì nên sử dụng cái sản phẩm này. Thì nó được làm từ những cái cây thảo dược, sử dụng rất là hiệu quả. Thì cái công dụng thì nãy giờ là Trọng cũng có nêu lên cho cả nhà xem rồi đó. Thì giúp làm sạch răng miệng, chăm sóc và bảo vệ răng miệng. Thì giúp làm trắng răng, sáng răng, điều trị răng ố vàng. Và những cái bệnh mà liên quan đến răng miệng như kiểu là đặc biệt là hôi miệng này. Rồi hay chảy máu trên răng, rồi viêm lợi với cả viêm miệng á. Thì cả nhà nên sử dụng cái sản phẩm này. Nhất là những ai mà hút thuốc nhiều á, là răng nó sẽ bị vàng, rồi nó sẽ hôi miệng. Thì sử dụng cái sản phẩm này á, thì sẽ giúp mình khử cái mùi hôi đó đi. Và nó sẽ rất là thơm miệng luôn. Thì buổi sáng mình sử dụng á, là nguyên cả ngày là mình thơm miệng luôn. Thì cái sản phẩm này thì bây giờ là vợ của Trọng đang bán. Thì tại vì dạo gần đây thì vợ của Trọng thì cũng có em bé, nên là cũng ít bán hàng hơn. Bây giờ thì bé lớn hơn rồi, thì vợ kêu là lấy hàng về để bán, để mua sữa cho con đúng không? Sữa cho con. Thì lúc trước thì vợ của Trọng còn đang mang bầu thì bán rất là nhiều hàng. Nhưng mà từ cái ngày mà sinh em bé tới giờ thì cũng hạn chế bán hàng. Bây giờ thì bé cũng lớn được phần nào thì cũng ngoan hơn rồi, nên là vợ Trọng bán. Thì đối với cái sản phẩm mà tinh dầu răng miệng mà Trọng đang cầm ở trên tay đây á, thì là Trọng bán với giá là 299.000 cho là 300.000 một sản phẩm. Thì nếu mà khán giả nào mà thường xuyên xem video của Trọng á, thì là biết á, là trước đây á, là Trọng có bán cái sản phẩm này với giá là 390.000 thì một sản phẩm. Nhưng mà bây giờ thì Trọng đang sale, là tại vì Trọng bán được nhiều quá, thành ra là bên nhà phân phối thì họ giảm cái tiền nhập hàng mua cho Trọng. Thành ra là Trọng cũng giảm cái tiền Trọng bán ra. Với lại bây giờ thì Trọng thì cũng nhà cửa các thứ, vợ con cũng đầy đủ rồi, nên là Trọng bán cái này là sát với giá gốc luôn, không bán lời như ngày xưa nữa. Thì một hộp tinh dầu như vậy là Trọng bán với giá là 290.000 nhé cả nhà. À quên, 299. 299 là 300.000 một hộp tinh dầu như vậy. Thì ai mà có nhu cầu mua cái sản phẩm tinh dầu răng miệng này có thể liên hệ trực tiếp với Trọng. Thì có thể liên hệ trực tiếp với vợ của Trọng. Thì cái số điện thoại của vợ Trọng là 036 782 7841. Thì hoặc có thể gọi cho Trọng cũng được. Cái số điện thoại của Trọng là 0345 099 088. Trọng xin đọc lại một lần nữa là 0345 099 088. Còn số của vợ của Trọng là 036 782 7841. Thì cái sản phẩm coi chừng nha, té nha. Còn cái sản phẩm tinh dầu răng miệng này á, thì cái thành phần là được làm từ những cái cây dược liệu, những cái cây thuốc quý hiếm ở ngoài thiên nhiên. Thì nên là cả nhà sử dụng cái sản phẩm này là từ đủ mọi lứa tuổi, trẻ em trên 1 tuổi cho đến người lớn là đều sử dụng thoải mái, không có phải lo sợ gì về cái vấn đề an toàn sức khỏe. Cái sản phẩm này của Trọng á, thì đã được bên Bộ Y tế đã công nhận, còn một bên bộ gì nữa ta? Nói chung là Trọng không nhớ rõ nữa, tại vì cái hàng này là Trọng bán lâu rồi, Trọng nhập của công ty luôn. Nói chung là nhà nước là cho phép bán ở trên thị trường á, nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm.
chúng đọc sơ qua cho cả nhà xem là về thành phần nhá. Là được làm từ tinh dầu trầu không, tinh dầu hương nhu, tinh dầu long não, tinh dầu đinh hương, tinh dầu bạc hà, tinh dầu quế, chiết xuất lá trà xanh, chiết xuất hoa cúc, chiết xuất hạt cau. Thì trong đọc sơ qua một số thành phần chính cho cả nhà nghe thì cả nhà nghe toàn thấy là những cái cây dược liệu từ thiên nhiên này đó, nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm nhá. Cái công dụng thì ngay đầu video thì Trọng cũng đã nói rồi. Nếu cả nhà nào mà muốn biết cần thêm thông tin hoặc mua sản phẩm này có thể gọi trực tiếp qua cho vợ của Trọng. Số điện thoại là 036 782 7841. Còn số của Trọng là 0345 099 088. Thì đây là nguyên một thùng, vợ của Trọng là mới nhập về. Nha, thế là mai có đi không? Đi. Mai đi xa lắm đấy nha. Đi cho bắp đi phát quà. Mai là cho bắp đi phát quà. Nhưng mà ngày mai là anh đi là đi lên trên bãi rác. Từ đây lên trên đó là hết 4 tiếng đồng hồ. Cho bắp đi thì thứ nhất là nó say xe, thứ hai là nắng nôi. Thành ra là hai mẹ con ở nhà. Để mà mai ba lên trên này, khi nào ba phát quà thì ba gọi video cho bắp nhìn nhá. Nghe chịu chưa? Đâu quay người lại thế nào. Trời ơi. Nó đang nhìn ở đây. Đây nè. Tắc kè. Tắc kè. Thôi bây giờ hai mẹ con vào trong nhà đi. Nhá. Mai không đi phát quà. Mai ở nhà chung con nhà. Đi. Ở nhà. Nhà chung con cũng buồn không? Không. Ở nhà hai mẹ con chơi với nhau vui cả ngày. Không đây. Đi vô nhà đi. Chỉ trời tối rồi muỗi. Nhà không. Để Trọng đem cái hộp hàng hóa này vào luôn. Đưa anh cái mic nào để anh quay mấy cái này. Đây giờ phải sửa. Để Trọng bê cái hộp này vào trong. Anh để trên thềm tí nữa Kiệt bê vào trong kho nhá. Để đây là hàng cái này hàng là hồi hôm qua anh em Trọng lấy nhưng mà Kiệt nó quên nó đem vô trong nhà. Để Trọng đậy cái này lại. Đậy cái này lại nó phải đem xe qua nhà cũ, không có để đây là mưa nó ướt hết. Cái này có vẻ nó hơi cao quá nhỉ, nay nó đổ đúng không? Để bỏ mấy bao này xuống đây cho. Cho bớt vào trong nhà. Ừ, cho bớt vào trong xe, quên. Trong cái này Trọng che lại để ngày mai đi không có mưa, sợ mai đi trời mưa đi đường xa nữa. Ngày mai anh em Trọng sẽ đi phát sớm cả nhà. Bây giờ Trọng bỏ bớt mấy bao này vô trong xe, ngày mai đem đi phát. Rồi, ok, thì để Trọng đem cái xe này qua bên kia, Trọng để cho nó không có mưa. Rồi ngày mai Trọng sẽ đi phát quà. Thì bây giờ là Trọng mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá, để biết cái hành trình mà anh em Trọng đi phát quà nó sẽ như thế nào. Chào tất cả mọi người. Thì bây giờ là Trọng đã đi đến cái khu vực mà để Trọng phát quà rồi cả nhà. Thì quà thì hôm qua Trọng để ở trên xe. Thì hôm qua thì cả nhà thấy là Trọng có chùm cái bạt lại đấy. Cũng may là Trọng chùm bạt, tại vì ngày hôm nay là Trọng đi từ Đạ Tẻ mà đi lên tới trên Di Linh này á, là mưa hết cái chặng đường mà Trọng đi luôn. Thì không biết là hàng trong này là nó có ướt không nữa, nhưng mà Trọng là chùm nó rất là kỹ rồi. Nhưng mà chắc kiểu gì nó cũng phải ướt một phần, nhưng mà Trọng nghĩ là chắc không sao đâu. Thì còn đây là hai đứa trẻ, thì hai đứa trẻ này là ở trong xóm của Trọng. Thì hôm qua thì Trọng có bê gạo với các thứ á. Mấy đứa trẻ nó đi chơi ngang qua, nó thấy vậy nó kêu anh Trọng đi đâu vậy thì cho em đi với. Thành ra là sáng nay là hai đứa trẻ này nó xuống nhà của Trọng sớm để nó đi cùng với Trọng để đi chơi. Thì đi chơi với cả đi phát quà cùng với Trọng. Để Trọng mở ra xem là ướt quà có bị ướt không. Cầm cái này kéo ra sau em. Nào, kéo ngược ra sau.
Ui ui, nhặt lên em. Ôi. Chung là hàng cũng không có bị ướt cả nhà. Hàng hóa vẫn đầy đủ. Thì bây giờ là để Trọng đi vào trong Trọng xem. Trọng mở cái bạt này ra để xem là hàng có bị ướt không á. Tại vì đi rất là xa luôn. Bây giờ Trọng đi vào trong thì Trọng gặp bà con để thông báo cho bà con là lên trên này để nhận quà. Bây giờ hai đứa đứng đây nhá. Đứng đây để trông xe hàng này. Nếu mà trời mưa thì kéo cái bạt này xuống nhá. Để anh đi vào trong. Đi kẹt. Ngồi đây chơi nhá, đừng có đi đâu nhá. Đừng có đi đâu ra ngoài đường xe cộ nhá. Ngồi đây chơi đi. Đây cả nhà. Thì đây là bãi rác Gung Ré của huyện Di Linh. Thì như đầu video Trọng đã chia sẻ với khán giả là hầu như là tháng nào là Trọng cũng đi lên trên này để phát quà cho bà con. Trọng với cả Mạnh Thường Quân ở bên Trọng thực hiện cái chương trình này. À đúng rồi, thì để những cái chuyến hành trình mà Trọng đi phát quà giúp cho bà con thì luôn có những cái nhà tài trợ cùng với Trọng. Thì Mạnh Thường Quân đồng hành cùng với Trọng. Thì ở đây thì Trọng cũng xin phép đọc danh sách Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với Trọng để Trọng tặng quà cho bà con nhá. Hiện tại ngày hôm nay là Trọng lên trên này là Trọng có mua là 45 phần quà. Thì một phần quà là bao gồm là một bao gạo loại ngon, loại bồ câu với cả hai thùng mì. Thì tổng cộng Trọng mua 45 phần quà này là hết là 14 triệu mấy trăm ngàn. Thì cái Mạnh Thường Quân mà hôm nay tài trợ cho Trọng á, là danh sách Mạnh Thường Quân là cô Lan ở Phúc Thọ, Hà Nội 10 triệu, chị Tina Võ 4 triệu 849 ngàn. Thì tổng là có hai Mạnh Thường Quân đó tài trợ cho Trọng để Trọng mua số quà này để Trọng đi phát cho bà con. Thì Trọng cũng cảm ơn là hai Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với Trọng để Trọng cái thực hiện cái chương trình phát quà cho bà con. Thì nãy giờ Trọng cũng đọc tên Mạnh Thường Quân cho tất cả khán giả cùng biết rồi đó. Thứ nhất là cô Lan ở Phúc Thọ, Hà Nội gửi là 10 triệu, chị Tina Võ là 4 triệu 849 ngàn. Thì nãy là Trọng mua, hôm qua Trọng mua 45 phần quà. Thì tổng là hết 14 triệu mấy trăm ngàn á. Trọng không nhớ rõ nữa nhưng mà cái hóa đơn là Trọng đang để ở trong xe. Xíu nữa thì Trọng sẽ cho tất cả khán giả cùng xem. Thì một lần nữa thì Trọng chân thành cảm ơn cô Lan và chị Tina Võ nhá, vì đã đồng hành cùng với Trọng tặng quà cho bà con. Thì bây giờ Trọng vào Trọng gặp bà con nhé cả nhà nhá. Thì ngày hôm nay thì trời mưa nên là cái khung cảnh ở trong bãi rác này thì nó đang rất là nhếch nhác luôn. Mưa từ nhà của Trọng cho đến khi mà Trọng chạy tới trên bãi rác này luôn đó cả nhà. Sáng là Trọng dậy rất là sớm. Thì 6 giờ sáng là anh em đã xuất phát rồi. Là phải dậy từ lúc 5 giờ rưỡi đánh răng rửa mặt xong rồi chuẩn bị đồ đạc 6 giờ đi. Nhưng mà bị kẹt xe ở đèo Bảo Lộc, thế ra là giờ mới tới. Rồi Trọng đi vô trong Trọng thăm. Chào anh nhá. Thì cả nhà xem từ xa kìa. Đây là những cái bao rác bà con đi lượm để kiếm sống. Thì ở trong bãi rác này thì hiện tại bây giờ là có khoảng tầm 40 đến 40 mấy hộ gia đình họ lượm rác ở đây. Thì trước đây thì Trọng cũng có quay và Trọng cũng chia sẻ lên cho cả nhà xem rồi. Cả nhà xem ở đằng xa kia thì thấy bà con thì cũng đang lượm rác tại đây nè. Tại vì ở khu vực này thì cũng không có công ty, rồi cũng không có nhiều công ty với cả khu công nghiệp gì, nên là bà con ở đây đâu có công việc gì để làm đâu. Thu nhập của bà con chủ yếu là làm nông, làm vườn, rồi đi làm thuê hoặc là đi rừng. Thì những người nào mà có vườn thì họ ở nhà họ sẽ làm vườn. Còn những người nào không có vườn thì họ sẽ đi làm thuê, đi hái cà phê thuê rồi đi làm thuê cho người khác. Nhưng mà cà phê các thứ thì chỉ theo mùa thì mới có. Chỉ theo mùa mới có, nên là hết cái mùa đó, một năm thì chắc hái cà phê được tầm 2-3 tháng gì đó. Còn hết cái mùa đó thì bắt buộc là họ phải đi rừng. Còn những ai mà không đi rừng thì bắt buộc họ phải làm cái công việc này. Ngoài công việc này ra thì họ không còn cái công việc nào để họ làm nữa nha cả nhà. Đây, để Trọng đi lên trên này, Trọng thăm bà con, để Trọng kêu bà con đi lên nhận quà. Đây cả nhà. Đi lên kìa, chưa nào.
Chào bà con mình nhá. Chào chị nhá. Bà con mình hôm nay trời mưa làm có vẻ vất vả nhờ. Dạo này ở trên đây hay mưa không chị? À, chị này tên gì nhỉ? Ca Thuyền à? Nhìn chị quen quen nhưng mà em cũng không nhớ chị. Rồi chào chị nhá. Chào chị. Của mình được nhiều chưa? Hết đống này của chị đi à? Của mẹ của chị. À, thế là nhà của chị là bao nhiêu người làm ở đây? Em có hai vợ chồng. Hai vợ chồng? Mẹ. Cả mẹ. Mẹ ruột mẹ, đúng không? Dạ, mẹ ruột em ra ở riêng. À, cô bao nhiêu tuổi rồi cô? Năm mấy à? Ừ. À, mưa từ sáng giờ luôn đúng không? Đi từ nửa bà già nhà nữa. Bà già tự đi rồi. Vâng. Bà già này, bà gần 80. Bà già 80? Ừ, 80. Bà già 80 có đi lượm rác không hay là ở nhà? Không có được đi. Già rồi đúng không? Già rồi, được đi mất. Đau chân, đau tả. Vâng. Lượm rác này là đã cực rồi, đã vất vả rồi mà mưa này thì nó lại ấy vất vả hơn nhỉ? Mới hôm nay mưa, mới bữa nắng thì nóng. Mưa sau bà con mình không nghỉ ở nhà một ngày đi rồi mai đi. Tại vì hồi sáng thì đi thì chưa có mưa. À. Đi vô tới trong này rồi mới mưa. À, chị sinh năm bao nhiêu nhỉ? Dạ, 2001. À, em sinh năm 2001. Xíu nữa em đi lên trên kia nhận quà nhá. Chị Như có thông báo là nhận quà chưa? Ừ, xin nữa em kêu bà con là đi tập hợp lên trên đó anh phát quà cho. Dạ. Ừ. Để Trọng đi thăm thêm một số bà con nữa. Trọng thông báo với bà con là đi lên nhận quà. Đây có thằng cu này. Cu này con nhà ai đây chị? Cu này là theo mẹ vào đây lượm rác à? Dạ. Ra đây chú nói chuyện tí nào cu. Tháo khẩu trang ra nói chuyện chú Trọng tí nào. Con tên gì? Ca Sang. Bao nhiêu tuổi rồi? 13. 13 à? Con đi học không? Không. Không đi học à? Dạ. Ồ, thế là đã vô đây lượm rác cùng với mẹ rồi. Hôm nay đi với ai? Với mẹ. Với ai nữa? Hay chỉ có hai mẹ con thôi? Chỉ có hai mẹ con thôi chứ. À, sao mặc cái áo rộng thế? Cả nhà xem bé đi lượm rác cùng với mẹ này. 13 tuổi mà lại không đi học. Nghỉ lâu chưa? Lâu rồi chưa. Nghỉ từ năm lớp mấy? Lớp 5. Lớp 5. Bây giờ mẹ đang ở đâu? Ở dưới kia. Xíu nữa đi xuống kêu mẹ là đi lên để chú Trọng phát quà cho nhá. Ừ. Đây là chị Ca Như. Chị Ca Như, cho em hỏi thăm tí nào. Chị mới gài cái này. Tổng cộng là... Tháo tháo cái này ra. Sao nhìn nó nực nội thế? Lạnh mà. Lạnh à? Mưa từ sáng giờ à? Ừ, mưa từ sáng. Tháo khẩu trang ra. Ôi, quả luôn. Miêu xin. Rồi, cho em gài cái này để chị em mình trò chuyện một tí nhá. Hôm nay thì trong bãi rác mình có khoảng bao nhiêu hộ chị nhỉ? Ờ, có khoảng chắc 40 hộ. 40 hộ à? Ừ. Thì ngày hôm qua là Trọng chuẩn bị quà. Nhưng mà trước đó mấy ngày là Trọng cũng thông báo với chị Như rồi. Để cho bà con ngày hôm nay đi lượm rác đông đủ. Tại mấy lần trước Trọng phát thì... có một số bà con trong bãi rác của chị thì nhiều bà con này họ lại ngày đi ngày nghỉ rồi con ốm con bệnh để đưa con đi học đúng không? Ừ. Mà ngày hôm nay là đông đủ hết 100% đúng không? Ừ. Sáng nhiều bà con đợi em lâu chưa? Lâu, họ cũng đi từ sáng đi kiếm ve chai. À. Có một số thì bà bị bệnh xong rồi có mẹ đi nhờ. À, vâng. Tại vì sáng đi bị kẹt xe với cả trời mưa to quá. Ở đây có mưa không? Có chứ, mưa từ không? Sáng luôn, từ tối qua. À, cũng may là lúc này đang tạnh đây đúng không? Ừ, hồi nãy cứ sợ trơn tròn không lên được, chứ mưa quá. Vâng. Thì em đã nói là cứ hàng tháng là em sẽ có những cái nguồn tài trợ. Ví dụ mà bà con mà khán giả bên em á, mà xem video thấy thương bà con mình là bà con mà tài trợ là em sẽ đi lên em phát luôn cho bà con mình. Mừng không? Mừng chứ, gặp lại tròn vui. Dạ. Vâng, chị thông báo với bà con chuẩn bị đi lên trên kia em phát quà nhá. Em ra em nói chuyện. Hôm nay cũng chờ bà mù. À. Lắc. Hôm qua chị nói là có một bà mù bao nhiêu tuổi nhỉ? Chắc kẻ đó giật nằm mẹ mày ấy. Đó giật nằm.
Gần 70. Gần 70. Với lại bà già không có ai nuôi, sống độc thân. Ý là có ở gần bãi rác mình là có hai bà già độc thân đúng không? Ừ. Một bà già là bị mù, còn một bà già thì gần 80 đúng không? Không có ai nuôi. Cũng bãi gần bãi chục luôn. Có hai bà cụ bà lớn tuổi. Tuy rằng là không đi lượm rác nhưng mà ở ngay gần bãi rác này luôn. Thì những lần trước thì Trọng phát quà thì thấy mấy bà cũng nhìn thấy Trọng phát quà, nhưng mà mấy bà không có làm ở đây nên mà mấy bà không có nhận được quà. Thành ra là hôm qua thì chị Ca Như có kêu là có xin được hai phần cho hai bà không, thì tại vì thương hai bà lắm. Bà bị mù mà lại sống một mình. Thế thì sống nhờ hàng xóm à? Nhờ hàng xóm, con trai lấy vợ xong rồi đi theo vợ thì có khi rồi con trai cho ít ăn. Vâng. Từ bà mò bà ấy hết làm. Dạ rồi. Vậy chị đi kêu bà con chuẩn bị lên chuyến tập hợp em phát quà nhá. Rồi. Vâng. Cảm ơn em. Dạ. Thì em qua thăm. Của chị hôm nay làm được nhiều chưa? Ít là tại trời mưa quá có chút xíu nè. À. Chào chị nhá. Vâng. Còn nhớ em không? À, vẫn khỏe đó. Sáng giờ được nhiều không chị? Trời đang nhạt mưa này. Sáng giờ mới có nhiêu đây thôi à? Ừ, mình chị thôi. À, chồng chị nay không đi à? Bữa nay chồng đi mướn thì làm mướn cả. Hai cà phê à? À. Bao cũng chưa bó hết luôn. Vâng. Xíu nữa lên kia nhận quà nhá. Dạ. Vâng. Đi với con trai đi. Dạ. Đây là Kiệt, xem này cả nhà. Cảm ơn chồng nhiều. Thì cả nhà xem ở phía đằng xa kia là có rất là nhiều cái núi rác luôn. Thì bà con này ở dưới này là bà con là đang nhặt những cái bao kìa. Đó. Ở kia là có một cái chị kia, chị chuẩn bị bê cái bao kìa cả nhà. Nhìn có vẻ rất là nặng kìa nhỉ. Đúng rồi. Chị đội lên trên đầu, chị đem đi luôn kìa. Đó, cả nhà xem, cả nhà thấy đó. Cái công việc ở bãi rác này phải nói là rất là vất vả. Thì có những cái câu nói thì Trọng cũng không muốn nói ra luôn, thì nó sẽ nghe không có hay lắm. Nhưng mà sự thật là Trọng phải chia sẻ là công việc ở đây nó vừa rất là vất vả, với cả là nó vừa rất là kiểu ô nhiễm, với cả nó có nhiều cái căn bệnh. Thì nếu mà mình nói đúng hơn là nó bị công cái bãi rác thì cả nhà biết rồi đấy, là trong bãi rác thì nó sẽ rất là dơ và nó sẽ rác thải, mà nghĩ đến là cả nhà cũng biết là nó rất là dơ và rất là độc hại. Nhưng mà bà con bắt buộc phải làm cái công việc này, tại vì không có cái công việc này thì đâu có cái gì làm đâu để kiếm tiền. Để Trọng hỏi cái chị này. Chị ơi, cho em hỏi là cái bãi rác này là bà con mình lượm ở đây lâu nhất là khoảng bao nhiêu năm rồi? Khoảng mười mấy năm không? Từ bên kia qua chỗ bãi này chắc hơn mười mấy năm. Hơn mười mấy năm rồi. Tuy rằng xưa là chị nhặt bãi kia. Vâng. Vậy là bãi rác này là tạo công ăn việc làm cho bà con mình đây là mười mấy năm rồi. Nếu mà ví dụ mà không có bãi rác này thì bà con mình làm gì đây? Chắc đi làm thuê làm mướn. Nhưng mà công việc thì đâu có đâu nhỉ? Dạ. Vâng. Điều như vậy hết. Dạ. Chị chuẩn bị lên nhận quà nhá. Dạ. Để Trọng kêu bà con lên nhận quà luôn. Bà con ơi, các cô các chị chuẩn bị đi lên nhận quà nhá. Bây giờ mình lên luôn. Mình nghỉ tay một tí, giờ mình lên luôn, mình phát cho xong nhá. Một hồi trời lại mưa. Trọng kêu bà con lên. Cô ơi, lên nhận quà nhá. Nữa cho ông chị không có thai nhợn nha, đồng nha. Vâng. Chị thai luôn. Dạ. Vâng. Đây con của chị à? Không phải, con trai. Giờ Trọng kêu bà con đi lên, Trọng tranh thủ Trọng phát quà, không có trời lại mưa lại rất là vất vả luôn đấy cả nhà. Bà con mình ơi, bây giờ đi lên nhận quà luôn. Vâng. Kêu tất cả lên nhận quà nhá chị Như nhá. Đi, bà con ai rảnh tay giờ đi lên trên này luôn. Vâng. Hôm nay gia đình chị Ca Thơm có mấy đứa nhỏ có đi không? Không đi à? À. Vâng. Đang có việc gì không đi hay là sao dạo này không đi chị? Sao không đi? À rồi. Vâng vâng, ok chị. Chị sắp xếp kêu bà con lên luôn nhá. Bây giờ là Trọng quay cho khán giả xem những cái cảnh cuộc sống hàng ngày của bà con lượm rác nhá.
Trọng miêu tả bằng lời nói thì Trọng sợ là khán giả không hiểu được là cái sự khó khăn và vất vả của bà con như thế nào. Nên là bây giờ là Trọng quay bằng flycam, Trọng bay từ trên cao cho cả nhà thấy toàn cảnh cuộc sống hàng ngày của bà con ở bãi rác này như thế nào. Như cả nhà có thể nhìn thấy đó là rác ở đây là chất thành núi như vậy đó. Rồi bà con phải bới những cái núi rác đó ra để kiếm những cái chai, cái lọ hoặc là những cái bọc ly lông để bà con kiếm tiền. Thì thu nhập của bà con ở đây là một ngày như vậy là không quá được 100 ngàn đâu cả nhà. Thì bà con lượm như vậy một tuần bà con bán một lần, trung bình là một lần bán chỉ được tầm 400-500 ngàn thôi. Thì thành ra là Trọng rất là thương bà con ở đây, nên là hàng tháng là Trọng với cả Mạnh Thường Quân là hay lại đây để phát quà, để giúp đỡ cho bà con phần nào khó khăn trong cuộc sống cả nhà. Thì nãy giờ là Trọng đã tập hợp hết tất cả bà con có mặt tại đây rồi nha cả nhà. Thì tổng cộng lại là gần 40 hộ, chính xác là 38 hộ. Tại vì có 2 hộ thì họ đang có việc riêng nên là họ không có đi được ngày hôm nay. Thì hôm nay có mặt ở đây là 38. Thì Trọng sẽ phát cho 38 hộ ở đây luôn. Thì bà con ơi, thế này nha, tập trung nha. Thì ngày hôm nay là Trọng với cả Mạnh Thường Quân là tiếp tục quay lại bãi rác của mình để tặng quà cho bà con của mình. Thì chắc là chị Ca Như là cũng thông báo cho bà con hết rồi nha. Trọng không nhớ là lần này là lần thứ mấy Trọng quay lại đây nữa. Bà con là nhớ lần thứ mấy mình nhận quà không ta? Thứ 4 đúng không? lần thứ 4 trong năm 2022. Chắc là từ giờ đến cuối năm sẽ vẫn còn nhiều lần khác nữa. Thì ngày hôm nay thì là Mạnh Thường Quân mà tài trợ cho bà con của mình. Trọng cũng đọc lên để cho bà con mình biết là ai tài trợ gạo cho bà con của mình nhá. Thì ngày hôm nay là có 2 Mạnh Thường Quân tài trợ cho bà con của mình. Thứ nhất là cô Lan ở Phúc Thọ, Hà Nội, tài trợ là 10 triệu. Chị Tina Võ tài trợ là 4.849.000. Thì cái số tiền của 2 Mạnh Thường Quân là Trọng mua tổng cộng là 45 phần quà. Thì Trọng sẽ đi phát cho bà con và một số bà con khác nữa. Bà con mình cho một tràng vỗ tay cái nào. Vâng. Dạ. Thì để Trọng gài cái mic này cho một bà con ở đây, thì cho bà con gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Dạ. Đây là chị Ca Như, đội trưởng đội lượm rác ở đây. Chị nói vài câu chị Như. Trước hết là chị xin thay mặt cho tất cả bà con ở trong bãi. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn Trọng nhiều đã giúp đỡ cho bà con có được một ít món quà. Dạ. Đó là tất cả đó là tất cả tấm lòng của chị em, xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ vâng. Đây cho chị này, chị cũng nói luôn này, đây chị cũng dành nói rất là nhiều. Vâng, thì chị cứ suy nghĩ cái gì chị cứ nói đi. Giờ đây thì thay mặt tất cả bà con chị em ở đây cũng cảm ơn nhiều Mạnh Thường Quân bên em nữa. Và chúc sức khỏe luôn nhiều để mai mốt có thêm là giúp đỡ thêm cho tụi chị. Vâng. Cảm ơn. Không biết nói gì. Nào, bà con mình cho chàng vỗ tay nào. Thế nha, bây giờ là mình đã bắt đầu cái chương trình phát quà nhá. Ngày hôm nay là Trọng mới có 2 thành viên mới này bà con. Hai bà con ra ngoài này nào. À quên, hai bé qua đây cái nào. Hai, đây là 2 thành viên mới trong team Phúc Trọng Vlog nha. Gần nhà chị à hay là sao? À, gốc của chị là Đạ Tẻ đúng không? Hai thằng này là ở trong xóm của em, nên là cho hai bé đi theo chung để phát quà cho vui. Đâu, Hưng leo lên để chuyển gạo xuống cho anh. Bà con của mình thì đi theo hàng nhá. Thì cứ đi ngang qua một lượt. Đâu, cô áo mưa lên trước nào. Và cô tên gì? Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? 48 ạ. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe nhá. Rồi. À đúng rồi, nãy giờ quên chưa thông báo với bà con mình nhờ. Là cứ mỗi một phần quà là sẽ được một bao gạo với 2 thùng mì như những lần trước nhá. Đây là chị Ca Như, đội trưởng đội lượm rác ở đây. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn. Vâng, dạ.
Em này sinh 2K2 đúng không? 2K3. Đây, tặng cho em nhá. Chúc chúc nhiều sức khỏe nhá. Cú này là nay là anh hỏi là 13 tuổi đúng không? Dạ. Không còn đi học mà đi theo mẹ vô đây lượm rác. Ừ. Đây. Bé này là đi theo ai? Đi theo bố à? Con bao nhiêu tuổi? Cái này bé này sao mà ôm được chị Như? Chị Như bé này chắc không ôm được, chị ôm hộ bé này này chị Như. Chị Như. Bé này là có gia đình có lượm thác ở đây không? Có, mẹ nó lượm xong rồi mẹ đang mang thai. Mẹ đang mang bầu mấy tháng rồi? 8 tháng. Mẹ đang mang bầu 8 tháng. Thế là đi nhận thay mẹ đúng không? Đây, con bê được không? Đây, ai bê hộ? Đây. Rồi. Ừ. Còn đây là bà bị mù mà sống một mình. Bị mù cả hai cả mắt, hai mắt luôn. Vâng. Thì cháu chào bà nhá. Chúc bà nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Bà là bà lớn tuổi rồi, bà không còn lượm rác ở đây nữa. Nhưng mà chị Như bê hộ bà đi. À để bà đi theo chị đi bà. Dạ vâng, chúc bà nhiều sức khỏe ạ. Đây, bà năm nay bao nhiêu tuổi? 32. Bà đang lượm rác ở đây mà đúng không? Vâng. Mấy con Như. À vâng. Cảm ơn con nhé. Dạ. Vâng. Dạ. Vâng. Đây, phát cho chị nha. Dạ. Phát chị nha. Ừ, cảm ơn. Đây, phát cho chị. Cảm ơn con. Dạ. Vâng. Mình đi cứ một hàng ngang, cứ đi ba người một hàng ngang. Đây, phát cho chị nhá. Cảm ơn em chồng. Vâng. Đây, của anh đây. Chị tên gì nhỉ? Tên gì? Ca gì? Ca Như. Chị cũng Ca Dung. À, một bao gạo với hai thùng mì như vậy thì mình ăn được bao lâu? Một tuần không? Chắc một tuần đúng không? Nhà có nhiều người không? Ít người à? Đây, một thùng mì với hai thùng mì một bao gạo này được bao lâu bà? Được khoảng một tuần không? Hay là 10 ngày? 2 ngày bắt đầu. Làm gì mà 2 ngày? Đây, đây chị. Vâng. Chị bữa nay chị có đi lượm không? Dạ, hôm nay không. À, còn yếu chưa đi à? Chị bị sao? Mới sinh em bé. Mới sinh em bé. À, hình như lúc trước em quay phim là chị đang mang bầu đúng không? À, bây giờ bé thế nào? Dạ, bé mất rồi. Bé mất rồi. Sao lại mất thế? Dạ, bé bị. À, để em nói chuyện cùng chị một tí. Chị này là lúc trước á, là Trọng có đi vô đây Trọng phát quà. Trọng cũng phát cho chị, nhưng mà lúc đó chị đang mang bầu to. Thì cách đây mới có 2-3 tháng thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà chị sanh em bé rồi. Dạ. Mà em bé lại bị mất rồi. Dạ, bị mất rồi. Sao mà lại mất thế? Dạ, bé sinh ra rồi bị bệnh, rồi chuyển xuống bao lọc ở một tháng rồi mất. À, mà bị bệnh gì vậy chị? Dạ, bé bị bệnh viêm phổi, rồi nhiễm trùng huyết, rồi viêm gan nữa. À, con trai hay con gái? Dạ, con gái. Thế là lúc mất là được mấy tháng? Dạ, được một tháng à. À, chị chắc chị cũng mới sanh đây mà đúng không? Dạ. Mới sanh ra em bé mà mất rồi cả nhà. Cả nhà nghe thấy thương không? Thế thành ra là giờ là chị vẫn chưa đi lượm rác được? Dạ chưa. Sức khỏe chưa đủ à? Tại cũng bị chóng mặt nhiều. Chị sinh năm bao nhiêu? Dạ năm 82. Sinh năm 82. Thế là có đứa con nhỏ vậy mà lại mất. Dạ. Thế tội nghiệp chị vậy. Thế phát quà cho chị nhá. Dạ. Chị cố gắng lên nhá. Dạ cảm ơn. Sinh ra là bé bị luôn. Dạ, sinh ra bé bị luôn. Không lý do tại sao mà bị nhiều bệnh thế nhỉ? Hay là do lúc mang bầu mình làm việc ở đây? Dạ, cũng không biết nữa. Nãy chị nói là bị những cái bệnh gì nhỉ? Bị viêm phổi, rồi nhiễm trùng huyết, rồi viêm gan. Viêm phổi, nhiễm trùng huyết, rồi viêm gan. Dạ. Bác sĩ có nói là lý do tại sao bị những cái bệnh đấy không? Bác sĩ không nói lý do. Bác sĩ chỉ nói bệnh thôi. Chỉ nói bị bệnh thôi. Cả nhà nghe cả nhà thấy thương không? Không biết là lý do tại sao.
Tại vì trong lúc mà chị đấy đang mang bầu thì chị cũng làm việc ở trong này, thì ở trong này thì cũng bị ô nhiễm đấy cả nhà. Lần trước Trọng phát quà thì Trọng cũng thấy là cái bình vừa thì to, Trọng cũng có nói chuyện với chị. Thì chị nói là chị đang mang bầu mà chị lại mới sanh được một tháng mà bé của chị cũng mất rồi. Thế là sinh được một tháng này thì bé cũng mới mất đúng không? Dạ. Bao nhiêu ngày rồi? Mất 10 ngày rồi. 10 ngày à? Dạ. Đây, em tặng quà cho chị nhá. Rồi, cảm ơn nhiều. Vâng. Cảm ơn bánh thân quân nhiều. Lấy thêm một thùng mì nữa cho tặng cho chị luôn Hưng. Đưa. Tại vì nãy này mua cũng dư á. Dạ. Nên là tặng cho chị thêm thùng mì nữa. Có bê nổi không? Đem bê cho. Bê nổi không? Có lấy cái này không? Ai bê nổi không? Rồi nổi. À, cho em lấy cái mic chị, từ em quên. Cố gắng lên nhá, đừng có buồn nữa nhá. Nghe câu chuyện chị chia sẻ thấy thương cả nhà. Đây của em đây, em lấy luôn nhá, anh đẩy ra em lấy nhá. Đây của chị đây. Con bao nhiêu tuổi? 15. 15 à? Con đi học không? Nghỉ rồi à? Bê nổi không chú bê cho? 15 tuổi sao nhỏ thế? Đây, phát cho chị nha. Cảm ơn. Dạ. Đây, của chị đây. Vâng, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Đâu, chị lên đây. Chị sinh năm bao nhiêu? 94 à? Nhà mình mấy người làm ở đây? Một mình. Một mình à? Nhà ở gần đây không? Không có. Ở đâu? Qua cầu 1. À, cái nhiêu đây thì ăn được một tuần không? Hay là khoảng bao lâu? Một tuần. Nhà đông người không? Nhà 5 người. 5 người. À, rồi chúc chị nhiều sức khỏe nhé. Cảm ơn chồng mày thằng cô. Ừ. Đây, phát cho cô nhá. Hưng ngồi xuống em, Hưng ngồi xuống đi. Ừ. Đây, phát cho bà nhá. Năm nay bà bao nhiêu tuổi? 70. 70 rồi. À, đấy cả nhà xem, cả nhà thấy đấy, có những bà cụ mà 70, 60 cũng có mà cũng phải đi vô trong này làm. Đây, phát cho bà này. Bà năm nay bao nhiêu? 73. 73 rồi. Bê nổi không? Bà bê gần không nổi luôn này. Dạ. Đây. Đây. Đâu, anh lên lấy luôn. Ừ, ok anh. Chị sinh năm bao nhiêu? 2001 à. Cái này phải là kêu là anh Trọng. Cảm ơn anh Trọng. Ừ. Ghê là vợ đúng không? Hai vợ chồng đúng không? Gạo. Gạo trong xe. Ồ, gạo trong xe. Cu này ra bê gạo đây cho anh. Mở xe ra bê gạo ra đây. Anh bê phụ gạo cho em ra ngoài lều này. Bê cả mì cả gạo ra đây luôn. Tại vì chất ở ngoài nó bị đầy lên là phải trọng phải chất tiếp vào trong xe. Bây giờ trọng bỏ hết ra ngoài này. Xe của Trọng là chỉ chở tối đa đằng sau thùng này được 40 phần. Còn là Trọng chở thêm, lấy thêm 5 phần nữa Trọng để ở bên trong. Đây cả nhà thấy trong xe để rất là nhiều luôn này. Đóng mạnh lại thôi em, đóng mạnh lại anh. Đây, anh cầm hộ em luôn. Vâng anh nhé. Vâng vâng. Anh lên đây lấy luôn anh. Tại vì nay thấy bê cho Trọng nhiệt tình quá, Trọng kêu anh lên lấy trước luôn. Đâu, cô vào đây cô. Chú.
chú. Cho nhìn. Vâng, chúc chú nhiều sức khỏe nhá. Đây, cu lên lấy đi con. Ừ, ok con. Đây, của chị đây. Vâng. Bên đi em. Cảm ơn chị cậu. Ừ. Đây. Cảm ơn nha. Mình lấy nhanh không có một hồi nó lại mưa tiếp. Mưa từ sáng giờ đúng không anh? Mưa sáng bà con mình vẫn làm luôn à? Làm bình thường. Đây. Tí nữa mà trời mưa thì cất cái mì này cho kỹ, không có lại ướt hết. Rồi, ok. Dạ, vâng. Chúc anh nhiều sức khỏe nhá. Thì nãy giờ là Trọng phát cho bà con xong hết rồi kìa cả nhà. Cả nhà xem thì cả nhà thấy đó. Tổng cộng Trọng mua là 45 phần. Nhưng mà ở đây là xem còn bao nhiêu phần đây. 1, 2, 3, 4, 5. Còn 5 phần. Thì nãy giờ là mình phát cũng cả 40 đấy. Thì bây giờ còn cái này. Cho hai đứa mỗi đứa một phần luôn. Hai anh cu này thì hai đứa trẻ thì đâu. Hai đứa lại đây để anh Trọng nói chuyện. Thì hai đứa trẻ này thì nó ở trong làng của Trọng, thì cũng là người đồng bào dân tộc thiểu số. Hoàn cảnh gia đình của hai bé này cũng rất là khó khăn luôn. Thì thành ra là ngày hôm nay đi cùng Trọng thì Trọng cũng sẽ phát cho hai bé này là mỗi bé một phần. Nha, thế anh Trọng cho quà nha, có lấy không? Có. Có thích không? Có. Thì nói đi, tới đi, cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân đã tặng quà cho hai con. Cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân đã tặng quà cho con. Đây. Cảm ơn các chú Mạnh Thường Quân đã tặng quà cho con. Thế bây giờ là anh Trọng phát cho hai đứa là mỗi đứa một phần nhá. Đâu, Hưng lên lấy hai thùng mì đây. Hưng leo lên tiếp em. Cho hai bé, mỗi bé một thùng. Đây này cả nhà. Trời ơi, tại vì trời mưa nó bị ướt, nó bung này. Không sao đâu nhá. Ướt là ướt ngoài, trong vỏ đâu có ướt đâu. Lấy hai thùng mì đi ướt ra em. Ồ, sao thế? Đấy, cho hai bé này là hai phần. Là thành là, nãy giờ là phát là thành 42 phần. Ở đây là còn 3 phần đúng không? Đây là còn 3 phần. 3 phần này thì để Trọng đi dọc đường. Trọng đi dọc đường nếu mà thấy hoàn cảnh nào đặc biệt, những người mà ăn xin hay là những người lớn tuổi, thì Trọng sẽ phát cho những người đó. Bây giờ của hai em là hai phần này nhá. Rồi ok. Để Trọng xem tình hình bà con thế nào. Dạ. Sao chị, có việc gì chị? Đi làm chị, nếu còn dư phần thì cho chị xin một phần cho bà già sống độc thân một mình. Con vâng. Mới mất bị tai nạn giao thông. Vẫn còn mà đâu, đi ra đây em cho. Nhưng mà cái hoàn cảnh này là thế nào? Cảnh nghèo lắm, có bà già chắc là 80 tuổi sống độc thân. Con trai thì vừa mới mất 3 năm nay bị tai nạn giao thông. Ý là con trai mới mất, bây giờ bà ở một mình thôi. Thế là chị xin là chị đem về cho bà đúng không? Ừ. Ok, Hưng lên lấy một phần nữa để cho cô Hưng. Em mới cho hai đứa nhỏ này mỗi đứa một phần, tại thấy nó phát cùng mình cũng tội nghiệp. Bây giờ chị đem cái phần này về cho bà đấy đúng không? Thì ok nhá, chị đem về cho bà của em nhá. Dạ. Yeah. Vâng, rồi. Chúc chị như nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn, chúc trong nhiều sức khỏe để mai mốt giúp đỡ những người có hoàn cảnh dạ. Như vâng. Hoặc những người khác. Dạ, rồi, ok chị nhá. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Thì nãy giờ là Trọng cũng đã phát xong hết tất cả quà cho bà con ở đây rồi. Thì đầu tiên thống kê là 38 phần, nhưng mà chắc là do Trọng đếm sai. Thực tế là Trọng phát thì hết là hơn 40 phần lận. Nãy cũng Trọng cũng cho hai đứa bé một phần. Với cả nay là chị Như cũng xin một phần để cho một cái hoàn cảnh đặc biệt. Thì chị sẽ đem phần đó về cho cái hoàn cảnh đó đúng không? Ừ. Thì Trọng một lần nữa thì Trọng cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân vì đã đồng hành cùng với Trọng để Trọng làm cái chương trình tặng quà cho bà con này. Thì chị Như thì có gì muốn nói với em với cả Mạnh Thường Quân không? Ừ. Trước tiên là chị xin thay mặt cho chị em ở trong bãi
Cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn em Trọng với lại anh Kiệt rất nhiều đã có đến đây giúp đỡ bọn chị. Yeah. Đây là lần thứ tư đến phát quà cho bọn chị ở trong bãi. Yeah. Bọn chị vui mừng lắm, chả biết nói gì hơn. Yeah. Chị xúc động chả biết nói gì hơn. Bà con hôm nay có mừng không? Có chứ, mọi người mừng lắm. Yeah. Mong là Mạnh Thường Quân và em Trọng với lại khán giả có gặp nhau có một dịp nữa trong dịp Tết này. À, thì là bà con mong là Tết là Trọng sẽ quay lại thăm bà con mình đúng không? Dạ, vâng. Thì đây là chị Ca Như. Chị Ca Như lượm rác ở trong bãi thì đại diện cho bà con ở trong này gửi vài lời đến Mạnh Thường Quân. Thì Trọng cũng, bây giờ là Trọng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây. Thì Trọng cũng chúc cho bà con mình nhiều sức khỏe nhá. Thì từ giờ đến Tết nếu mà có dịp nào thì Trọng có cái chương trình nào thì Trọng cũng sẽ quay lại thăm bà con của mình. Yeah. Bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video này. Thì cảm ơn khán giả và Mạnh Thường Quân đã xem cái video này và đồng hành cùng với Trọng. Thì khán giả xem video nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ cái video này cho anh em mình nhá. Thì một lần nữa Trọng cảm ơn tất cả khán giả đã xem cái video này của Trọng. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.